Kính thưa quý vị, Hoa hậu Elizabeth Bích Liên là người Việt Nam đầu tiên thành công cho đến thời điểm này đã hình thành và phát triển dòng sản phẩm riêng mang tên của cô EV Princess. Và với những nỗ lực quyết tâm là sẽ đem dòng sản phẩm này về quê hương của mình, thì sau một thời gian có mặt ở Việt Nam, dòng sản phẩm đã gặt hái được những thành công nhất định và mang đến kết quả cho người tiêu dùng. Và bên cạnh Trà My lúc này là một người tiêu dùng đã có được những kết quả với dòng sản phẩm EV Princess. Nhân sự kiện được chờ đợi nhất trong năm đó là lễ khai trương ở Thương Xá Tắc, thì chúng ta hãy cùng mà giao lưu, chia sẻ cũng như là hiểu thêm về dòng sản phẩm EV Princess nha. Cô ơi, cô có thể chia sẻ một chút xíu về bản thân của mình được không ạ? Thưa quý thính giả, tôi là tên là Phạm Thị Suy. Năm nay tôi 56 tuổi. Tôi ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Cô năm nay là 56 tuổi rồi, nhưng mà Trà My nhìn rất là trẻ, cho nên là cho phép được xưng là chị được không cô? Dạ, hôm nay là chị đã đến với sự kiện khai trương của mình, có lẽ là rất là háo hức đúng không chị? Chị có thể chia sẻ là chị đã sử dụng sản phẩm EV Princess được bao nhiêu năm rồi ạ? Dạ thưa, tôi sử dụng sản phẩm này được gần 3 năm rồi. Đã sử dụng sản phẩm được 3 năm. Thưa quý vị, người ta thường nói là nhất dáng nhì da. Ngày hôm nay thì chị Suy đã có một bộ áo dài rất là thước tha rồi, nhưng mà bên cạnh đó làn da cũng rất là săn chắc nữa. Có phải đây là kết quả mà dòng sản phẩm EV Princess đã mang lại cho chị không ạ? Dạ thưa phải, tại vì tôi từ khi tôi xài sản phẩm này ấy, thì cái kem chống nắng là lúc nào trong giỏ tôi cũng phải có. Còn sử dụng đêm với ngày, lúc mà mới đầu thì đêm nào tôi cũng sử dụng sản phẩm đêm, nhưng mà bây giờ thì cách 2-3 ngày tôi mới sử dụng một lần. Chị ơi, trước khi mà sử dụng EV Princess thì chắc hẳn là chị cũng đã sử dụng qua rất là nhiều dòng sản phẩm khác nhau rồi. Chị có thể chia sẻ là cái sự khác biệt giữa những dòng sản phẩm khác so với khi sử dụng EV Princess như thế nào không ạ? Thưa, khi mà sử dụng các sản phẩm khác thì nhiều sản phẩm tôi sử dụng mà nó mắc tiền, mà nhiều khi nó không được như ý. Thế là từ hồi mà tôi có một cô bạn, cô giới thiệu là tôi xài, tôi cảm thấy là đi đâu ai người ta cũng hỏi chị cô xài này ở đâu đấy, thì tôi cũng giới thiệu cho nhiều người tới để mua. Dạ, khi mà chia sẻ cho nhiều người rồi, những người bạn của mình được sử dụng sản phẩm với giá cả phải chăng mà đạt được những kết quả như mong muốn nữa, thì chắc đó cũng là một niềm hạnh phúc của chị em phụ nữ mình đúng không chị? Vâng, tôi rất là cảm ơn sản phẩm đã đem đến cho phụ nữ Việt Nam, với lại vừa túi tiền nữa. Và em cũng chúc chị là sẽ luôn ngày càng trẻ đẹp và thành công trong cuộc sống hơn nữa, cũng như là giới thiệu dòng sản phẩm EV Princess đến cho thật là nhiều người sử dụng hơn nữa nha chị, để chúng ta cùng đẹp lên mỗi ngày. Cảm ơn chị rất là nhiều. Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đồng trùng hạ thảo và linh chi đỏ.